Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, mới đây đó thì ở tại Bắc Kinh, ngay thủ đô, tự dưng một cái public payphone đó, thưa quý vị, là cái phone công cộng đó ở Hoa Kỳ chúng ta bây giờ là không ai xài, không còn nữa. Nhưng mà ở Bắc Kinh thật sự chắc ở cũng không ai xài nữa rồi, nhưng mà chính quyền Bắc Kinh thì họ vẫn để. Và đặc biệt trong hơn 2 tháng qua đó, thưa quý vị, có một cái hiện tượng mà bây giờ đã bắt đầu người dân Bắc Kinh họ bàn tán xôn xao về cái chuyện này. Và thì ra nó dẫn đến một cái câu chuyện to lớn hơn nhiều liên quan đến những cái vấn đề về môi trường. Thì gần 2 tháng qua, cứ mỗi một ngày thứ bảy thì cái phone công cộng này ở ngay trung tâm Bắc Kinh nó reng lên, thưa quý vị. Và nó reng như vậy nhưng mà người qua đường quá trời đâu có ai họ bắt, nhưng mà cuối cùng cũng có những cái người họ ngạc nhiên quá họ bắt lên. Thì đó là người dân của một cái thành phố rất là cách đây xa, cách Bắc Kinh khoảng mấy trăm dặm lận, thưa quý vị, một cái thành phố cảng gọi là Hulu Down. Và họ đã cầu cứu những người dân ở Bắc Kinh về cái vấn đề thứ nhất là người dân ở Hulu Down này bị chính quyền địa phương đó cắt bỏ hết tất cả những cái phương tiện liên lạc ra ngoài thế giới, coi như là ở đây không có internet, chỉ còn những cái payphone thôi. Còn quý vị đương nhiên xài cell phone, thì nếu như mà ở một cái nơi nào mà đang có những cái vấn đề mà tình hình chính trị hay gì đó là cell phone của quý vị bị chính quyền cộng sản Bắc Kinh nó theo dõi, cho nên là nhiều khi quý vị gọi và ra ngoài đó họ nghe được hết và sau đó họ bắt đi, thì cũng như vậy thôi. Cho nên là người dân ở cái thành phố Hulu Down này họ không thể nào mà họ dùng cell phone được, và họ đã dùng payphone họ gọi ra ngoài. Thì cái vấn đề nó ở đâu? Đó là họ đã nói cho những cái người ở những cái thành phố bị bưng bít thông tin ở bên ngoài về một cái vấn đề, đó là họ không khí ở đây đó suốt mấy chục năm qua, thưa quý vị, nó như thế này nè. Quý vị nhìn tưởng là sương mù nhưng mà không phải, là không khí bị những cái hạt bụi mịn. Mà bây giờ người dân ở đây họ ra đường đó là họ phải đeo những cái mắt kiến để mà che cặp mắt lại, và bịt khẩu trang ở trong nhà cũng vậy luôn, bởi vì không khí nó đặc quánh hết trơn, và nếu mà hít thở vào đó thì sẽ bị chảy nước mắt liên tục, và cổ họng đó thì lúc nào cũng đau rát hết. Và đó là cái tình trạng gần hơn 20 năm qua ở tại Hulu Down, là bởi vì cái thành phố này đó có bây giờ hiện nay ở đó vẫn còn 194 cái nhà máy luyện kẽm và hóa học hạng nặng, thưa quý vị, là một trong những cái thành phố còn nhiều nhà máy mà hóa chất hạng nặng ở tại châu Á. Đa số bây giờ người ta không còn những cái nơi như thế nữa. Và khi mà thải họ luyện kẽm, luyện thép vân vân và các chất hóa học đó, và sau đó đổ ra những cái con sông, đường cống ở đây, thì một cái thời gian dài và lâu như vậy thì tất cả không khí họ thải chất hóa học ra ngoài không khí và sông ngòi ở đây thì ô nhiễm sạch bách hết, không có còn một con cá nào sống được. Người dân thì cái không khí họ hít thở như vậy, và rất nhiều người nhiều năm trời đã bị những cái bệnh về phổi vân vân. Thì đương nhiên là người dân họ đã khiếu nại lên thành phố, nhưng mà họ đã bị kiểu mà công an phường đó, thưa quý vị, đến harass, bị bắt phải im lặng, còn ai mà không nghe đó là bị bắt về phường. Thì
đó là cái câu chuyện của người dân ở thành phố này. Và một trong những cái người trẻ ở đây là một người phụ nữ mà đài NPR họ đã phỏng vấn được, đương nhiên là lúc mà cô này cũng đã được thả ra ngoài, tên là Hong Yu, 28 tuổi. Thì cô nói là vào năm ngoái đó, cô đã quay những cái clip và đăng lên trên Weibo về những không khí rồi cái tình trạng mà ai đi ra đường cũng phải đeo khẩu trang hết, nhưng mà những cái nơi khác họ không biết cái tình trạng của cái thành phố này. Thì sau khi mà cổ quay như vậy đó, đương nhiên là công an phường đã đến và bế cổ về đồn và nhốt cổ. Và sau khi đó rồi đó thì bạn bè người thân của cổ thấy trên TikTok cổ quay một cái video, cổ nói là những cái đoạn video trước mà cổ quay đó là cổ chỉ muốn câu like thôi, chứ không khí ở thành phố nó không có như vậy. Nhưng mà sau đó khi mà trả lời phỏng vấn với báo chí nước ngoài đó, thì cổ nói là cổ bị công an ép cung phải nói như vậy thì cổ mới được thả ra khi mà cổ đăng cái đoạn video đó. Và sau cái chuyện của cô này đó thì người dân 2.7 triệu người dân của cái thành phố Huludao này bị cắt toàn bộ internet, nghĩa là không cho họ tìm cách đăng những cái vấn đề này lên trên mạng xã hội hay là internet, email gì cũng không còn. Cell phone thì như lúc nãy chúng tôi nói là bị theo dõi. Nếu ai mà dám gọi ra ngoài mà nhắc đến cái tình trạng không khí đồ ở đây đó là ngày hôm sau công an phường sẽ đến mời về đồn để mà giam giữ. Thì cái vấn đề, cái câu chuyện của cái người dân thành phố này đó, thế là đã đến tai một người nghệ sĩ, thưa quý vị. Anh này ảnh có cái tên là Nut Brother, ảnh may mắn là đã được tị nạn ở nước ngoài, nhưng mà những cái mà những cái tác phẩm nghệ thuật của anh đó thì đương nhiên anh chuyên làm về những cái vấn đề rất là nhức nhối ở tại Trung Quốc, đàn áp nhân quyền rồi chính trị vân vân. Thì ảnh biết về cái câu chuyện của người dân thành phố Huludao và ảnh đã âm thầm đến đó. Đương nhiên lúc mà đến nó không thể nào mà hô hào được, phải lặng lẽ làm. Rồi sau khi mà ra khỏi được Trung Quốc, ảnh mới cho người dân thấy. Thì vào một ngày đó, ảnh đã đi đến đây, ảnh dùng một cái máy hút cái không khí đó, thưa quý vị, và ảnh đem về một cái phòng lab và tách ra. Thì cuối cùng trong cái không khí đó đó là ảnh có thể rút ra được những cái hạt bụi mà có thể làm luyện ra được thành một cái cục gạch, và ảnh đã đăng lên và được báo chí nước ngoài để cho mọi người thế giới biết là cái không khí ở đó nó ô nhiễm như thế này, nghĩa là người dân khi mà họ hít vào một cái là toàn những cái hạt bụi đó không. Và cũng chính anh Nut Brother này đã phối hợp với đài NPR đó thực hiện một cái dự án, đương nhiên là họ phải phối hợp với nhau trong một thời gian rất là dài, đó là họ chỉ cho người dân ở cái thành phố này đó dùng cái phone công cộng đó, thưa quý vị, mỗi một ngày tuần thứ bảy gọi ra bên ngoài, mỗi một lần gọi là một người dân khác nhau ở cái thành phố Huludao. Thì bất kể ai ở Bắc Kinh khi mà nhấc phone lên đó thì sẽ được người dân ở đó cầu cứu và nói cho biết về cái vấn nạn ở đó. Thì có vẻ như là nó hữu hiệu, bởi vì sau gần 2 tháng trời họ thực hiện cái chuyện như thế này thì phía chính quyền thành phố Huludao đó chắc vì sức ép của dư luận tuyên bố là sẽ mở một cái cuộc điều tra về những cái nhà máy gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đài NPR cho biết là sau cái tuyên bố đó rồi đó, họ gọi về cho cái payphone ở tại cái thành phố Huludao đó là cái đường phone đã bị cắt hoàn toàn. Nghĩa là bây giờ người dân ở đó họ không còn một cái đường nào khác để mà gọi ra bên ngoài được nữa. Trở lại với tình hình ở Ukraine, thưa quý vị, rất nhiều các bước tiến thành công trong ngày hôm nay tiếp tục. Và đây là những tin tức trong vòng 24 giờ qua, từ ngày hôm qua tới giờ phút này. Bên quân đội Nga mất ít nhất 370 binh sĩ tiêu diệt. Và hình ảnh chúng tôi thấy cũng tội nghiệp, bởi vì những người binh sĩ Nga này mà cái cuộc chiến ở Ukraine bây giờ nó kinh hoàng lắm, thưa quý vị. Tức là người ta thấy ngay cận cảnh, chứ không phải là ngày xưa chúng ta thấy những cái cuộc chiến ngay cả phía quân đội Hoa Kỳ khi mà đánh Iraq đó, thì phải có phóng viên chiến trường, rồi những hình ảnh quân đội Mỹ đưa ra không có như là lúc này. Bây giờ là hình ảnh của drone, máy bay không người lái quay từ trên cao quay xuống. Và trên đài truyền hình của Ukraine đã mỗi một ngày họ gửi không biết bao nhiêu hình ảnh mà tiêu diệt lính Nga. Trong đó có những hình chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy trong lịch sử cận đại từ những cuộc chiến trước đây. Máy bay không người lái bay ở trên, nhìn thấy quân Nga nghĩa là chạy tán loạn bên dưới rồi tìm cách hỗ trợ cho những người binh sĩ khác lên trên chiếc xe tăng.
Sau đó một quả bom bay tới bắn vỡ nát chiếc xe tăng này. Binh sĩ Nga trên đó chết hết. Rồi máy bay không người lái nhìn từ trên cao xuống, bom nó rơi từ trên cao, bom nhỏ nhỏ nó khoảng lớn bao nhiêu đây thôi. Nó rớt từ trên cao nó rớt xuống, nhưng mà khi mà băng nó nổ dưới đó, miệng nó bay khắp nơi. Binh sĩ Nga nghĩa là bị thương nằm rạp xuống. Rồi những người khác tới cứu những người này lên trên xe tăng, bị xe tăng đánh luôn một cái, chết luôn. Chúng tôi tiếp tục đưa đến quý vị các con số kinh hoàng này, đồng thời đó, cái sự bước tiến công của Ukraine quá mạnh luôn. Mỗi một ngày họ đã đi xa không biết bao nhiêu cây số, và bây giờ bên phía vùng Kherson đang chuẩn bị được giải tỏa như thế nào. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.